pháp thầy. Nhờ thầy cho một bài luận hoặc một bài pháp thoại thầy. Hiện tại giờ thế gian pháp thì ven thì tưởng đâu dừng ở mấy thế trước rồi, mà cô ta cũng có một số đồng ngăn rất là nhiều do Mạnh Thường Quân, rồi cô ta ẩn đâu rồi, cô ta không lên diễn đàn nữa. Thì cách đây khoảng cỡ 4 năm hôm nay thì cô ta về năm non bảy núi. Tâm an lạc thì mới chớ gì cội nguồn xứ sở Tây Thiên Cực Lạc. Phải chiến đấu với quỷ dương, phải quán tưởng lòng từ bi yêu thương quỷ dương yêu ma quỷ đạo. Ma quỷ, mình yêu thương ma quỷ nhưng ma quỷ không thương Như Lai, Như Lai tính sao? Ma quỷ không thương ta thì ta phải quán tưởng lòng từ bi, quyết tâm quyết chí, nhất định quỷ dương tha thứ cho các pháp gian vật chúng sanh, tuân lệnh ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ làm chức gì là đệ tử của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Quỷ dương sẽ làm đệ tử của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, thì sống trên cuộc đời này thì chúng ta chỉ có hai con đường mà thôi. Một là con đường tìm đến chân lý giải thoát, hai là tìm đến con đường của địa ngục tam đồ. Mỗi người chúng ta theo lời Đức Phật dạy, nhất thiết chúng sanh theo Phật tánh, mỗi chúng sanh đều có tánh Phật như nhau, tùy mỗi người tự chọn ha. Nếu mà ở trong cái thế giới này á, Đức Phật đã chia cho chúng ta thấy rõ ràng hết rồi. Nếu mà sống nhân đạo á thì mình phải giữ tròn năm giới là sẽ được lại là trở lại làm người. Năm giới là gì? Giới thứ nhất là sát sanh, Đức Phật cấm sát sanh. Giới thứ hai là cấm trộm cướp. Giới thứ ba là cấm tà dâm. Giới thứ tư là cấm vọng ngữ. Giới thứ năm là cấm uống rượu. Nếu người nào mà giữ một trong năm giới này, tùy theo khả năng của mình tới đâu thì cái phước báo mình hưởng ở cõi người tới đó nha quý vị. Đó là được chuyển kiếp để làm người và được hưởng phước báo ha. Rồi nếu mà người nào làm ngược lại với năm điều này, tức là mình cố lòng sát sanh, cố lòng trộm cắp, cố lòng tà dâm, cố lòng nói những điều vọng ngữ và thậm chí đại vọng ngữ ha, thì đồng thời uống rượu và dạy nhiều người uống rượu, suối nhiều người uống rượu và là luôn cả cái nấu rượu nữa, thì chính chúng ta đã tự đầu độc mọi người, tự đầu độc bản thân của mình và lương tâm mình luôn luôn khởi những sự đầu độc, thì mình sẽ chết vì độc dược ha. Đây là nhân quả rõ ràng ha, là tự mình chọn. Thì trong bốn cái giới mà cái giới thứ tư á, năm giới mà giới thứ tư á là cái giới nhận rất là quan trọng không quý vị. Thứ nhất là lưỡng thiệt, thứ hai là thiêu dật, thứ ba là ác khẩu, thứ tư là ý ngữ ha. Mà đa số hàng ngày trong kinh Địa Tạng nói của chúng ta là trong một tháng 30 ngày nhất cử nhất động của chúng sanh đều khởi lên, thường thường là phạm vào giới vọng ngữ. Đó là tại sao? Tại vì á, ví dụ bây giờ chúng ta đúng mà chúng cho ta cho là sai, mà cái điều sai chúng ta cho là đúng. Rồi bây giờ chúng ta là người phàm mà chúng ta cho chúng ta là thánh nha. Rồi á, là chúng ta là quỷ mà chúng ta cho chúng ta là Phật. Đó, cái đó gọi là lưỡng ngữ. Lưỡng ngữ tức là lưỡng thiệt đó, nói lưỡi đôi chiều, nói thêm siêu dịch nữa, làm thêm những cái phù phiếm nữa để làm cho là quyến rũ lòng người bằng một cách đó là mê tín tà đạo, mê tín gì đó nha. Thì cái này gọi là siêu dịch. Thì cái mà đại vọng ngữ này đó, ở trong kinh Địa Tạng nói á, những người này sau khi chết rồi sẽ rơi vào tam đồ ác đạo và đời đời kiếp kiếp không thấy được Phật pháp, không thấy được Tam Bảo nha. Dù là có nói Phật pháp đi chăng nữa cũng không bao giờ được thấy, là tại vì sao? Tại đã là dối vọng rồi thì không bao giờ thành tựu được nha. Thì bây giờ đó là một cái điều thầy nói. Còn một cái điều thứ hai, Đức Phật về cái cõi về sanh cõi trời, Đức Phật cho chúng ta biết rằng nếu người nào muốn sanh về trời được phước báo thì phải làm 10 điều lành. Cũng như vừa rồi thầy chỉ cho quý vị đó ha. Thì trong 10 điều lành này nó có là không sát sanh mà ngược lại là phải phóng sanh nè ha. Không trộm cướp ngược lại phải bố thí nè ha. Rồi không tà dâm ngược lại mình phải chân chánh nè, trung thực nè. Rồi không lưỡng thiệt vọng ngữ thì mình phải lại là nói lời chân chánh dịu dàng hòa diệu trung trực ha. Và là từ bi. Đó đó là 4 điều đó. Rồi cái điều thứ 7 nữa đó là cái điều thứ 8 nữa đó là tham. Có nghĩa là lòng tham mình là người phàm thì mình cho mình là người phàm, không tham vọng lập thánh và không tham vọng là cho mình là thánh nhập vào. Không tâm an lạc thì mới chớ gì cội nguồn xứ sở Tây Thiên Cực Lạc. Phải chiến đấu với quỷ dương, phải quán tưởng lòng từ bi yêu thương quỷ dương yêu ma quỷ đạo. Không tham vọng là cho điển của thánh nhập vào và không tham vọng là cho cái người thế giới vô hình đến với mình là sẽ là họ sẽ ủng hộ mình. Hoàn toàn đều là tham vọng cả nha.
mình phải trừ bỏ cái này đi thì mình mới được cái không tham, gọi là vô tham, rồi tiếp nữa là vô sân. Vì sự tham cầu quá đỗi mà chúng ta không được, cho nên chúng ta gặp ai chúng ta cũng nổi cái sân nổi cáo lên, và chúng ta cũng hơn thua, và đồng thời là chúng ta còn muốn là nguyền rủa người khác, thậm chí đến những cái người có chân tu, những người là tu hành chân chánh mà chúng ta cũng muốn nguyền rủa họ luôn đó. Rồi những người sống lân cận chúng ta cũng muốn hơn thua lắm nước nước họ nữa bằng những cái lời nói hoặc những hành động sân hận nghe. Thì đây đó, những hành động múa men để mà ra hình ra dáng, để mà ta là thần là quỷ gì đây, hay là tiên là thánh gì đây, để mà hù dọa người ta đó, thì cái đó cũng gọi là sân tánh mà hiện ra đó quý vị. Thầy chỉ cho quý vị thấy cái sân tánh nha. Rồi cái điều thứ tư là cái si tánh, là cái người này sống luôn luôn tham mê tất cả mọi việc trên thế gian này, nơi nào có cái gì là ham mê hết tất cả cái đó, thì Đức Phật gọi cái đó là si. Mà cái người sống trong cái ta trạng thái ba trạng thái mà tham sân si này đó, sau khi cái nhân của người này chết gieo hiện tại, và sau khi chết đi gặp đủ duyên rồi á, thì nó trở thành cái quả là rơi vào tam đồ ác đạo đó. Còn nếu người nào không tham, không sân, không si, thì người này gom đủ lại với không là dối mị, không tà, không dối mị, không lưỡng thiệt, rồi không thiêu dệt, rồi không ác khẩu, không ý ngữ ha, với là không sát sanh, không trộm cướp, mà ngược lại bố thí đó, và không tà dâm nữa, mà thực là chánh chân chánh trung trực đó, thì cái người này sau khi chết được sanh về cõi trời hưởng phúc, hiện đời được nhiều phước báo, đi đến đâu nhiều người thương, nhiều người mến ha, thì nhiều người ở chuộng. Còn những người quý vị cứ an tâm đi, trên đời này á, ông thánh ông nói là Đức Phật nói như thế này nè, nhân đều có nhân quả ha, là kêu bằng ông Khổng Tử ông nói như thế này nè, là thiện á thì thiện quả, mà ác thì ác quả ha. Còn bên những cái vị mà tiên tri á, người ta nói á, là trồng trái ớt hưởng trái ớt, mà trồng cái cà hưởng trái cà. Thì bây giờ người nào không phải là Phật Thánh mà tự xưng là Phật Thánh, người nào không có là sự gia hộ của Thần Thánh mà cho là sự gia hộ của Thần Thánh, có nghĩa là bị ác đó. Ý ở đây thầy cũng nói là Thần Thánh ở đây là không phải nói là thiện thần nha, muốn nói là đây là người này xưng thiện thần gia hộ họ, nhưng mà thật sự không có thiện thần, mà là những âm hồn ha, rồi những quán hồn, rồi những quỷ thần, những ác thần nhập vô họ mà họ cho là thiện thánh, hoặc là thiện thần, hoặc là cho là Phật, là cho là tổ. Thì những người này hoàn toàn là đại vọng ngữ, và hoàn toàn á họ rơi vào cái chỗ gọi là mê tín ha. Mê là mê theo cái ngu si, mà tín là tin theo cái điều ác quái mà cho là thật, cho là thiện. Vì lẽ đó cho nên ở đây thầy xin chia sẻ cho quý vị, người ta thường thường ta nói cái câu như thế này nè, cái thùng á, cái thùng rỗng á thì nó kêu to. Những cái người mà không có được Phật Thánh gia hộ á thì thường thường nói là có Phật Thánh gia hộ để chi, để mình tạo tô lên cái chỗ đứng cho mình, để cho có thế lực ở trong đời. Mà ở trong kinh Đức Phật nói đây cách hơn 2600 năm rồi, Đức Phật đã nói rồi, Đức Phật nói á, là có ba thế lực sau khi đời mạt pháp này, có ba thế lực nha quý vị. Cộng đồng mạng lắng nghe kỹ giùm thầy chút xíu chỗ này nha. Một thế lực là tự ủy quyền ý thế mà tạo nên cái thế lực. Hai, một cái thế lực thứ hai là mượn danh, mượn mượn tướng, mượn nghĩa của thần thánh để mà tạo lên cho mình một cái thế lực. Một cái điều thứ ba là luôn luôn lôi cuốn những người trở về với cái đạo vị của mình đó, luôn luôn lôi cuốn mọi người về đạo vị của mình để chi, để tạo thành một cái thế lực. Thế lực để làm gì? Thế lực để đưa con người vào chỗ mê tín. Đây, ba thế lực này là Đức Phật nói trong kinh từ lâu rồi chứ không phải mới nói đây nha quý vị. Ba thế lực này đó, có quyền có thế tạo nên thế lực mê tín, và không có quyền có thế thì mượn thế lực của trời đất vô quy ha, làm cái thế lực cho mình để kéo mọi người đi. Một cái thế lực thứ ba là luôn luôn tạo những bề thế để kéo mọi người về cái chỗ hành trì của mình, mà mình tạo thành một cái thế lực. Là ba thế lực này Đức Phật gọi là thế lực của ngoại đạo đó, gọi là mê tín đó, trong cái thời kỳ này đang hoành hành trong thời kỳ mạt pháp này. Thì thầy chia sẻ cho quý vị, quý vị phải thấy rằng tà chánh lẫn lộn, không biết đâu là tà, không biết đâu là chánh. Thì bây giờ hôm nay thầy Minh Đạo sẽ nói cho quý vị nghe chỗ này. Theo lời Phật dạy có 8 con đường để chúng ta đi. Con đường thứ nhất là chánh kiến, con đường thứ hai là chánh tư duy, con đường thứ ba là chánh ngữ, con đường thứ tư là chánh mạng, con đường thứ năm là chánh nghiệp, con đường thứ sáu là chánh tinh tấn, con đường thứ bảy là chánh niệm, con đường thứ tám là chánh định ha. Thì trong 8 cái điều chánh này thì chúng ta mới rời xa được cái mê tín, và chúng ta mới xa được cái ác đạo. Và 8 con đường chân chánh này nó đưa đến cái gì? 8 con đường chân chánh này nó đưa chúng ta đến con đường chánh đạo.
thì để thầy lướt nhẹ qua cái chỗ từng chánh một cho quý vị nghe nha. Chánh kiến là cái gì? Tức là cái sự thấy của mình rõ ràng. Ví dụ như bây giờ trái cà là trái cà, mà trái ớt là trái ớt, chứ không thể nào trong trái cà mà hiện ra trái ớt được nghe. Thì giống như những người mê tín gì đó, mình mang cái thân xác phàm mà cho mình là điển của Phật xuống, cho điển của mẫu xuống, cho điển của mẹ xuống, cho điển của Diêu Trì xuống, cho điển của Đấng Thiên Ly xuống, cho điển của bà Tổ Cô xuống. Đây là trái ớt biến thành trái cà, mà trái cà biến thành trái ớt ở chỗ này. Là nói sai đi cái sự thật, gọi là mê, gọi là tà kiến, nghe không? Tức là nói xê lệch đi cái thấy, thì đó gọi là tà kiến. Cái thứ hai là chánh tư duy. Khi đã thấy được như vậy rồi, biết như vậy rồi, nhưng mà cố chấp, có nghĩa là người ta ai cũng nói là trái cà, mà đồng thời là cái người này cứ cố chấp là trái ớt. Mà người ta nói đây là trái ớt thì cố chấp là trái cà, thì cái người này cố chấp, cho nên cái tư duy họ sai lệch, mà tư duy của họ sai lệch rất là sâu nặng đó, tại vì cố chấp đó quý vị, rất là sâu nặng, cho nên họ mới đi sai cái chánh tư duy đi, gọi là tà tư duy. Cái điều thứ ba nữa đó là chánh ngữ. Chánh ngữ tức là lo nói những lời chân chánh, không có dối mị, không có gạt người khác, không có dụ dẫn người khác đi lạc đường, và lòng đồng thời không có quyến rũ người khác đi vào con đường ngu si tạo nghiệp. Ví dụ bây giờ người ta không chịu đi là với mình làm chuyện cái gì đó bậy bạ đi, mà bây giờ mình lôi cuốn người ta bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn, thì cái đó gọi là cái mà mình đưa ra cái giọng ngữ đó là không có chánh ngữ, gọi là tà ngữ, thấy không? Mình sai khiến người ta, nó nhiều, rất là nhiều hình thức, thấy không? Ở đây thầy chỉ nói một cách chung để cho quý vị thấy rằng mình đừng làm cái gì mà quá trớn, có nghĩa là cái ngữ của mình có nghĩa là phải chân chánh, mình nói ra lời chân chánh, trung thực, dịu dàng, hài hòa và từ bi thương xót mọi loài, thì Đức Phật gọi đó là chánh ngữ nha. Còn cái điều thứ tư là chánh mạng. Con người mình đang mang thân xác đây thì mình nghĩ mình là đây, chứ không có ông Phật nào ở đây hết cả, và không có ông Phật, ông thần, ông thánh nào, không có bà tổ cô, tổ sứ nào, không có bà cũng thiên quyền nữ nào, không có ông quan thánh đế quân nào, không có thổ thần thổ địa nào mà nhập mình hết. Chẳng qua mình nói cái lời vọng ngữ mà mình cho mình là thế này, cho mình là thế nọ, cho nên cái đó gọi là mất đi cái chánh mạng, mà trở lại thành cái tà mạng ngu si nha. Thì cái người này là cái người trong đạo Đức Phật gọi là mê tín. Mà mê tín thì sao? Cái nhân quả của người mê tín, cái kết cuối cùng của nó là rơi vào tam đọa đạo, theo tinh thần kinh Địa Tạng có nói nha. Rồi chánh mạng, rồi tới chánh nghiệp. Tức là một đời của người, của con người mình sống có 100 năm, có người sống 70 năm, có người sống 60 năm, có người sống 30 năm, có người sống 40 năm. Thì từ khi mình lọt lòng ra, khi mình hiểu được chuyện của cuộc đời, thì mình hãy nơi sống chân chánh đi nha. Sống chân chánh cho cái nghiệp vụ của mình. Thí dụ mình làm ruộng thì mình biết mình làm ruộng thôi, chứ mình đừng có làm ruộng mà mình còn câu móc mặt. Thí dụ giờ làm ruộng cái mình đầu cơ tích trữ nha, đợt này sao đó cái mình mua mình chứa vô đó, rồi các độ là khi nào mà đợi cái tiền ở bên ngoài mà nó cao giá lên đó, mình tung ra mình bán cho thị trường mình có lời nhiều, thì cái này gọi là không có chánh nghiệp nha quý vị. Thầy xin thưa quý vị nghe. Còn thí dụ như bây giờ mình mua bán làm ăn hay là mình làm cái gì đó, mình phải giữ lòng chân chánh của mình để mình giữ cái nghiệp vụ của mình. Thí dụ như thiện là thiện, ác là ác, nhưng mà thiện mình nên làm, ác nên bỏ, thì đó mới gọi là chánh nghiệp nha. Ở đây thầy chỉ chia sẻ lướt qua chú vị thấy thôi, chứ thầy không có khơi sâu vào vấn đề ha. Là tại vì thầy không muốn nói nhiều về vấn đề để thầy chỉ cái chánh cái tà mà thôi, chứ thầy không muốn khơi sâu vấn đề để mà nó có thể nói gọi là, nói tóm lại, nói á, bức bay động rừng, đánh trống thì giọng chuông, phải không? Cho nên thầy đưa đây, nếu mình làm cái gì chân chánh là trở về chánh nghiệp, mà mình làm cái gì mà tà bậy thì cái đó sẽ trở thành tà nghiệp. Rồi chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn Đức Phật dạy chúng ta có 4 điều mà chúng ta phải cần chánh tinh tấn. Cần tinh tấn phát triển điều lành ha. Cần tinh tấn luôn luôn khởi tâm niệm lành, là hai điều này cần ghi nhớ nha quý vị. Rồi một cái điều thứ ba là cần diệt đi những cái tà kiến ác, diệt đi những cái tâm ác, thấy không? Đó là điều thứ nhất, là điều thứ ba. Còn điều thứ tư á là phải diệt tận gốc những điều ác, để chi? Để chúng ta trở về với chánh đạo mới được đó. Tức là trong cái ác đó là có mê tín rồi luôn nghe, chứ không phải một thứ luôn nghe. Mê tín, tà đạo rồi đủ thứ hết, nó đủ cái hết, nói chung cái điều và ác là mình không làm. Rồi cái đó gọi là chánh tinh tấn, chánh niệm. Trong con người mình, đi đứng nằm ngồi, sống chúng ta nhờ hơi thở ha.
và chết cũng từ hơi thở mà ra đi. Cho nên trong lúc chúng ta đi đứng nằm ngồi làm việc, nói năng hành động của tư tưởng, lời nói của suy nghĩ, lời nói của miệng và ý tưởng của suy nghĩ, thì chúng ta phải thận trọng trong việc làm này. Tại sao? Tại vì mỗi niệm đều chánh niệm. Tại sao vậy? Để thầy kể mỗi chuyện này cho quý vị nghe. Ngày gần đây có người hỏi thầy như thế này nè. Hỏi thầy ơi, con thấy mấy thầy đi tụng kinh cầu siêu như vậy mà vong hồn có siêu không? Thì bây giờ xin thưa quý vị, thầy chỉ lúc nhẹ một cái này thôi là quý vị sẽ thấy liền. Việc sớm hôm niệm Phật là để tránh đi niệm tà. Thấy không? Tức là mình có cái lòng mình niệm Phật là để đi mình tránh đi cái tà niệm với tạp niệm đó. Cho nên là bây giờ cái tụng kinh á, sở dĩ mà mấy thầy tụng kinh để siêu độ vong linh là tại sao? Tại vì mấy thầy chỉ tập trung vào cái điều thiện đó, còn siêu hay không đó là do cái phần hồn mà thôi. Nghe, ở đây thầy nói quý vị tự hiểu nghe. Do cái phần hồn có chiêu cảm được hay không mà thôi. Nếu phần hồn chiêu cảm góc độ nào thì góc độ đó sẽ được giải thoát. Nghe, tại vì á, là chúng ta ở đây còn mang hữu hình, hữu vật, thành ra chúng ta không thể chứng minh được lời nói này. Nhưng có một điều chứng minh gần gũi nhất là như thế nào? Khi những thời kinh mà mấy thầy tụng cầu siêu độ vong linh đó, mà người thân trong gia đình cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy phấn chấn và cảm thấy là phải nói là thoải mái nhẹ nhàng, thì cái thời kinh này là vong linh đã có siêu. Đó, thầy khẳng định với quý vị luôn, để quý vị không hiểu như thế nào để mở nghe. Hôm nay thầy khẳng định điều đó cho quý vị thấy luôn. Cho nên cái chánh niệm này nó rất là quan trọng. Điều thứ nhất là mấy thầy phải tập trung lại ha, tụng mà nhất tâm, tức là đồng nhau cùng một chữ đó. Thí dụ như đọc tiếng Nam là Nam một lượt, mà Mô là Mô một lượt, thì gọi là nhất tâm với nhau đó quý vị. Thì cái này nó sanh thành tựu. Và cái điều thứ hai là vong linh phải thành tâm hướng thiện, đó thì nó được kết hợp vô. Và cái điều thứ ba là người gia đình phải thành tâm hướng thiện. Thì ba cái này như là cái kiền ba chân gì đó, không? Thì bây giờ hôm nay thầy sẽ trả lời cho quý vị nghe cái việc tụng kinh của mấy thầy là như vậy đó ha. Chứ đừng có nghĩ rằng là Đức Phật không có dạy tụng kinh. Sai. Đức Phật có dạy hàng đệ tử trì giới, là tức là đã tụng kinh rồi đó quý vị. Giới tức là kinh đó quý vị nghe. Đức Phật đưa cái giới ra để cho hàng đệ tử trì, tức là tụng kinh đó. Quý vị đừng có sai lầm chỗ này nha. Rồi, cái điều cuối cùng nữa là điều thứ 8, là gọi là chánh định. Khi con người mình làm việc gì, mình phải có một cái chánh định. Tức là mình làm, mình đang ở đây, mình biết mình ở đây, mình đang làm cái đó, mình biết cái đó. Chứ không phải mình đang mang cái xác này mà mình nói mình là ông thánh là ông được. Sai. Cái đó không phải là chánh định, mà cái đó là tà định rồi. Mình tưởng vu vơ rồi, thấy không? Rồi là mình nhảy nhót, múa men mà mình nói là ông thánh nhập, thì cái này sai. Rồi là mình kêu bằng múa đồng, múa bóng, rồi gọi là làm những điều quyến hoặc mà mình cho đó là điểm của Phật, điểm của thánh là sai. Ha, thì dài lời thầy chia sẻ cho quý vị nắm bắt được vấn đề của tám chánh để trở về con đường chánh đạo, xa lìa mê tín vọng tưởng. Còn nếu cái người nào mà còn đi theo con đường này ha, thí dụ bây giờ ngày gần đây cô bé Ben là như lời anh Sĩ Ngân vừa hỏi, cô bé Ben muốn mang những điều này, cô bé hoàn toàn là đi vào con đường tà loạn và vọng tâm điên đảo nha. Thầy nhắc lại tám điều chân chánh thầy mới kể rồi, đó là cô bé lọt vào tà hoàn toàn hết. Thì như vậy không có điểm Phật nào xuống hết, hoàn toàn là cô bé tự dối miệng mình và tự gạt cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng, chúng ta hãy tỉnh giấc lại. Chúng ta là những người đã có tu, đã có hướng về đường lành, thì chúng ta phải chân chánh nhìn lại điều này theo tám điều thầy đã vừa nói qua nha. Thì thầy thấy toàn thể quý vị thời gian qua ai cũng đã kích đó là cô bé Ben này hết, nhưng mà cô bé Ben này luôn luôn lên câu like và lên luôn luôn lên đó là thả cái cần câu bự rặn câu mấy con cá kình, mà câu không được mà toàn là câu tiền của Mạnh Thường Quân không, phải không? Thì bây giờ Mạnh Thường Quân phải tỉnh lại. Đồng tiền mình sử dụng mình cho có đúng chỗ thì mình được công đức lớn nghe. Thì bây giờ cô bé Ben đợt này về á, bị gì đợt rồi cô nói mà đi để mà nhập vô để mà làm chuyện dữ hơn mà giữ cái gì thì tốt, nhưng mà giữ mà trở đều về đường tà, cái đó là tự dạy, tự ngu, tự giết mình ha. Ai Di Đà Phật thì xin hồi hướng công đức này cho ai thấy nghe thì được công đức vô lượng và phước huệ trang nghiêm Ai Di Đà thọ ký, và hồi hướng công đức này cho tất cả quý anh em quay clip đây ha. Đời đời tăng phước báo sẽ cầu sẽ đắc điều thành tựu. Ai Di Đà Phật.